Banh Thi Ti, tài tử lừa đểu khiến mỹ nhân Bai Fern van xin nối lại tình xưa. Lừa đểu gặp lừa đảo là bộ phim hài hước đang gây sốt bậc nhất ngoài phòng vé Việt đầu năm 2021. Không chỉ mang đến câu chuyện trả thù tình cũ cực chất, phim còn quy tụ dàn sao siêu hot của xứ chùa vàng như Bai Fern Pim Chanok, Nadek Kurimiya và dĩ nhiên là có cả Banh Thi Ti. Sau 5 năm kể từ cô nàng điện giật, giờ đây hot boy của nhà Na Dao Bangkok đã trở lại mạnh mẽ với mảng điện ảnh. Lột xác nhờ hình tượng nhân vật phi công trẻ mánh lới, hai mặt khiến chị em vừa ghét vừa mê. Vậy trước đó Banh Thi Ti là ai và anh chàng có con đường sự nghiệp vẻ vang như thế nào để giờ đây anh có thể khiến một mỹ nhân showbiz như Bai Fern phải quỳ dưới chân van xin nối lại tình xưa trong phim mới? Thi Ti Mahayotaruk, ông chủ khách sạn đi đóng phim. Banh Thi Ti, tên gọi khác của Thi Ti Mahayotaruk, theo học khoa truyền thông của Đại học Bangkok. Diễn viên cao 178cm, được tờ Sanuk của Thái Lan mô tả là chàng trai biết thời thế, có tôn nghiêm và lớn lên từ một gia đình gia giáo. Diễn viên sinh năm 1996 là người thừa kế của một khách sạn ở trung tâm tỉnh Khon Kaen mang tên Mammoth Resort. Banh Thi Ti từng ở một trong số 91 phòng của khách sạn thời trung học, vì nơi đây gần trường hơn, lại có không khí tốt, râm mát, sạch sẽ. Trước khi bén duyên và nổi tiếng với các vai diễn từ truyền hình tới điện ảnh, Banh Thi Ti Mahayotaruk cũng là ngôi sao của mạng xã hội Instagram. Từ năm 2012, anh đăng nhiều bức ảnh của bản thân lên và nhận được sự ủng hộ lớn. Thời debut đóng đa mỹ ầm ầm, sở hữu nụ cười hớp hồn. Banh Thi Ti là gà cưng lâu năm của nhà Na Dao Bangkok, mái nhà chung của một số cái tên siêu hot khác như Thor Thanapop, Phong Sanathachat, Ice Paris, PP Krit, Bilkin, Puthipong. Nếu chót thấy những cái tên được nêu đầu nghe quen quen thì bạn không sai đâu. Họ chính là những diễn viên từng gây thương nhớ một thời thông qua siêu phẩm truyền hình đình đám tuổi nổi loạn. Bản thân Banh Thi Ti đã khởi đầu sự nghiệp của mình nhờ series nhưng ở mùa 2 và 3. Anh chàng đã tham gia cuộc thi tuyển chọn Hormones The Next Gen và lọt vào top 5, trở thành một thành viên chính thức trong đại gia đình tuổi nổi loạn. Trong phim, Banh Thi Ti vào vai non, cậu nam sinh niềng răng khả ái khiến Phi Tu Se Thaut rơi vào bể tình, để rồi sau đó cậu lại bảo rằng chỉ xem Như Thi là anh em. Kể từ đó, Banh Thi Ti bắt đầu được fan phim Thái nhớ đến nhờ nụ cười tươi như hoa mỗi khi xuất hiện. Hậu tuổi nổi loạn, hàng loạt dự án ùn ùn kéo đến với Banh Thi Ti như đóng chính một tập phim kinh dị 13 Terrors, Ngôi trường ma ám, đóng cameo siêu hài trong Diary of Two Sides, Nhật ký yểu điệu thục nam, hay trở thành Bành Vũ Yến xứ Thái khi tham gia Tháng Năm Vội Vã Bản Thái vào năm 2019. Nhìn chung, anh chàng có sự nghiệp truyền hình khá khởi sắc cho đến hiện tại. Dắt túi mới chỉ hai phim điện ảnh, đóng với dàn sao hàng đầu showbiz. Rực rỡ ở mảng truyền hình là vậy, nhưng Banh Thi Ti lại mới chỉ có hai dự án điện ảnh trong suốt gần 7 năm sự nghiệp của mình. Sau thành công từ tuổi nổi loạn, anh chàng vinh dự nhận được vai chính đầu tay trong Cô Nàng Điện Giật và đóng cặp với Pun Pun Sutata. Trong phim, nam chính Pong và nữ chính Mê Nhai vốn có crush của riêng mình. Thế nhưng hoàng loạt sự cố xảy ra khiến hai người trở thành bạn, hỗ trợ nhau trên bước đường chinh phục tình yêu. Để rồi sau đó, Pong dần nảy sinh tình cảm cho Mê Nhai và quyết định tranh đấu vì cô, nhất là khi cô mang trong mình một năng lực dị thường là phát ra điện tích mỗi khi nhịp tim tăng cao. Cô Nàng Điện Giật mang về doanh thu lớn là 2,2 triệu đô lúc bấy giờ, đồng thời nhận được nhiều lời tán dương của giới phê bình. Bản thân Banh Thi Ti còn được đề cử nam chính ở nhiều giải thưởng lớn và giành chiến thắng tại Bioscope Awards 2015. Sau đó, Banh Thi Ti lại dành thời gian dài mài giũa bản thân ở mảng truyền hình để rồi chính thức trở lại mạnh mẽ, lột xác ngoạn mục ở Lừa Đều Gặp Lừa Đảo. Trong phim, Banh Thi Ti vào vai phản diện chính, phi công Patch chuyên lừa tình lẫn tiền của những người phụ nữ giàu có lớn tuổi. Nữ chính Ina, Bai Fern Pim Chanok đóng, là nạn nhân rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu khi bị Patch lừa. Thế nên sau đó cô cùng thiên tài lừa đảo Tower, Nadek Kurimiya đóng, lên kế hoạch trả thù Patch. Dấu ấn với Lừa Đều Gặp Lừa Đảo. Lừa Đều Gặp Lừa Đảo là dự án điện ảnh thứ hai Banh Thi Ti tham gia, ra mắt năm 2020. Vai Patch của Banh Thi Ti tuy không có nhiều đất diễn, nhưng định hình được phong cách riêng, nét cá tính không bị lẫn lộn. Dù là vai phản diện, Patch vẫn khiến khán giả đồng cảm với tình cảnh đáng thương sau một canh bạc.
Bộ phim đã ghi dấu thành tích vô cùng tốt ở phòng vé Thái, là dự án có doanh thu ngày đầu cao thứ hai tại nước này trong năm 2020. Bên cạnh đó, Bang Kitty đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh nam sinh sán lạn để trở thành sói đói lịch lãm nhưng gian manh trong lừa đều gặp lừa đảo. Hot Boy Boxing từng dính tin đồn yêu đồng giới. Giống như phần lớn các ngôi sao nhà Na Đào khác, Bang Kitty có đời tư khá trong sạch. Anh chàng chỉ từng có một mối tình công khai với cô bạn gái ngoài ngành tên Bi Halin. Theo nhiều nguồn tin, cô nàng là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật truyền thông của đại học danh tiếng Chulalongkorn. Cô và Bang Kitty bắt đầu công khai đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội vào độ năm 2018, tức đã hẹn hò với nhau được tầm 2 năm, hoặc có thể lâu hơn. Thế nhưng đáng tiếc là cả hai đã chính thức chia đôi con đường vào đầu năm 2020. Theo trang Dara Daily, Bang Kitty khẳng định tình cảm giữa cả hai có sự thay đổi lớn, mờ nhạt dần theo thời gian. Anh cũng thú nhận bản thân là người có sự chuyển biến chứ không phải bi. Đồng thời, chính Bang cũng là người chủ động nói lời chia tay và bạn gái đã đồng ý. Thông tin này đã khiến nhiều fan buồn rầu vì nhìn chung, đây là cặp đôi dễ thương và sạch sẽ của làng giải trí Thái. Bi Halin cũng không ít lần ủng hộ, hỗ trợ Bang Kitty trên con đường sự nghiệp của anh chàng. Bỏ qua chuyện chia tay bạn gái, quay về thời điểm trước đó rất lâu, Bang Kitty đã từng vướng phải nghi án hẹn hò khá dở khóc dở cười. Ngay khi còn đóng trong tuổi nổi loạn, anh chàng từng bị đồn đang có mối quan hệ yêu đương với bạn diễn James Teradon. Đó là vì thuở ấy, cả hai có hàng loạt những bức ảnh tình tứ vô cùng từ hậu trường ra đến ngoài đời, liên tục khiến fan bấn loạn. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn thất thiệt vì James và Bang chỉ đang phát đường mà thôi. Cả hai đều là bạn thân thiết với nhau và nhờ James mà Bang Kitty mới có cơ hội thân thiết hơn với các thành viên khác của nhóm nhạc dự án 9 by 9. Nếu trên màn ảnh Bang Kitty là một diễn viên gây thiện cảm lớn, thì ngoài đời anh chàng còn hút hồn hơn nữa với thân hình chuẩn 6 múi. Vào năm 2019, Bang Kitty tham gia cuộc thi đấm bốc 10 by 10 và bất ngờ giành giải lớn nhất. Kể từ đây, Bang Kitty chính thức trưởng thành, không còn là cậu học sinh răng kẽm của tuổi nổi loạn nữa mà đã là người đàn ông thực thụ. Chắc chắn năm 2021 sẽ đánh dấu cú bùng nổ lớn của anh chàng trong tương lai.